các bạn chào các bạn đã quay trở lại với mình. Mình là một đứa bạn á dụng xung một đứa bạn đây. Hôm nay mình sẽ tiếp tục với quân bài trên đường giao quá trình live trên nhà. Thì mình hỏi các bạn thấy vị tướng nào? Đấy, theo các bạn thì vị tướng nào bị ao meta nhưng mà khỏe nhất trong cái loại quản ao meta đấy? Nói chung là như thế. Anh em đoán xem. Ao meta thì có thể là ai không ai khác ngoài anh mu của chúng ta đấy, anh mu của chúng ta Galena đã giảm anh rất là nhiều đây, chi tiết này là thuộc tính này, đây, cái này không nói đây, nói chung là đặc biệt ulti này, các chiêu đều giảm hết đấy, các thứ nhiều thứ giảm lắm. Rồi tiếp theo quản anh nào gọi là bị ao meta nữa nhở? Để mình nhớ xem nào. Tất nhiên là Florentino. Thực ra thì Florentino nó vẫn chưa bị ao meta, bởi vì là meta nó vẫn đang rất là khỏe. Mặc dù nó bị nhà phát hành giảm rồi ấy rồi, nhưng mà giảm mạnh khá nhiều ấy chứ nhở, chứ không phải là yếu ít đâu. Alen thì mùa đầu đến giờ chưa bao giờ bị giảm, thật là magic. Báo sao nó khỏe vồn lên em ạ. Còn nào nữa ta? Gian cứ tưởng đấy em ạ. Để xem nào, để suy nghĩ xem là con nào bị ao meta đây nè. Nói chung thì rất nhiều con ao meta rồi, nhưng mà theo mình thấy ấy, mình thì đã nhận được một con ao meta khá là khỏe, đó chính là con Arduin đấy, linh hồn phẫn nộ. Thì bọn có thể đổi thẻ bằng con này nhá, đổi bằng con này này, và đổi con này nó khá là chỉ có 300 cái mảnh thôi, và mình khuyên anh em có cái này có thẻ nên đổi con này nhá, vì nó rất là uy tín. Tại sao này, nội tại hồi phục là hút hồn huyết đấy, hồi máu Arduin khi còn thấp hơn 100% trong giao tranh, hắn sẽ tiến vào trạng thái hồn huyết trong 8 giây. Trước thời gian giao tranh ra, Arduin sẽ hồi lại được 4%. Vậy tối đa mỗi khi đánh chiêu thường hoặc ấy, kẻ địch này nội tại sẽ có thời gian hồi là 45 giây. Để tiếp theo chiêu 1, có thể khả năng thương vật lý làm chậm và nó có thể chuyển sang đức chém chúng kẻ địch thì hồn chạm. Arduin vung rìu chém ra một năng lượng vòng cung gây 250 khả thương vật lý, hất tung chúng trong vòng 1 giây. Ở đây còn lá chắn phép, tức là khi anh em lá chắn các sát thương phép, tức là khi anh em dẫm xuống đấy, con này sẽ dẫm xuống, Arduin sẽ dẫm xuống và tạo ra một gọi là dẫn sát phép. Đây thì chiêu này có sát thương gốc đấy, hồi chiêu là 12, còn sát thương chuẩn thì sẽ là đây, sát thương chuẩn là 130-250 này. Đây choáng đây, còn cầu ulti là câu hồn dìu, úi giời nha, kể quá. Sát thương gốc là 500 đây. Thì nói chung ấy, con này thì khá là khỏe đã, nên là mình đã tạo ra một cái bộ trang bị như thế này giúp cho anh em support từ bỏ cái này đi quên. Trước mình định đi cũng liếm được đó nhưng thôi, chuyển qua cái này thôi. Đấy, mình khuyên anh em nên lên build đồ như thế này. Các bạn có thể lên build đồ mặc định, nhưng nghĩ là anh em nên lên build đồ như thế này thì vừa đồng đều cái lượng đam lẫn lượng máu anh em ạ, khá là chất lượng đấy. Tìm cho anh em xem nhá. Nói chung thì nếu bạn nào đi top ấy thì các bạn kiểu là đi top thì nếu các bạn muốn đi top thì các bạn nên đấy trước nhá. À thôi, tí nữa mình vào mình sẽ kể sau. Bắt let's go. Ok, đây là lần cuối cùng mình thoát khỏi kênh ấy à. Mời anh em vào thôi. Hello motherfucker. Đấy, đây là thanh niên mạnh quá người yêu. Quá ghê gớm. Ui mạnh ui. Mạnh có những tình huống múa cứ cắt. Thanh niên này rất là thích chơi điêu thuyền hoặc là Tachi. Các bạn có thể áp dụng giáo án top gọi là Arduin Dizen. Đây, anh nhìn của mình đây các bạn. Mình sẽ cấm. Các bạn, mình khuyên các bạn nếu như bạn chơi Arduin thì các bạn nên cấm vào con nào các bạn không muốn gặp. Mà cái con mà mình không muốn gặp nhất khi chơi Arduin ấy, Arduin có khống chế này, có giáp này, nhưng mà mấy cái con mình không muốn gặp nhất ấy, đấu sĩ và sát thủ mình sẽ không ngán. Trừ Flo với cả triệu quân 20 nội tại ra, nên với cả Alen, tại vì Alen nó khỏe quá. Rồi này, nó cấm Flo này. Zata đi, mình khá là sợ Zata. Lúc trước mình bị con Zata nó kéo nó xiên 3 bút nữa thì mình sợ thật đấy. Lui trợ thủ. Xin trợ thủ đấy. Mình chưa muốn đi top đây nè mọi người, mình muốn đi trợ thủ cơ. Yeah, Aya đổi đây, đúng rồi, hay lắm. Là con trai của ta. Ok thì team bạn cấm Grzak à? Grzak thì dạo này mình không chơi nữa. Anh em chắc biết giáo án ấy tiêu phun cung rồi đúng không? Quá là ghê gớm luôn. Đấy, con này trong phần đấu sĩ. Anh em có thể lên con này đi support, đi top, thậm chí còn đi dầm. Nào, Arduin. Ok, sai ai đây kìa.
chẳng nhẽ mình lại đi đi ấy top hả? À chẳng nhẽ mình lại đi ấy đi ấy. Các bạn có thể lên cấp cứu hoặc là tốc biến hoặc là bộc phá thì đi top anh em ạ, chứ còn bộc phá thì về quá đi dữ. Ok không sao, đeo Ana đi top à, hay là mình đi top ta, hai con AD rồi ai top đây, mình đi support à, Van heo top đi, mình sẽ cho Van top đi. Tại sao mình lại bảo Van top? Bởi vì là Van nó là một con Van heo là một con đấy ấy, là một cái con mà chiêu vừa đầu game sẽ có choáng luôn đấy, có thể tạo ra choáng luôn, nhưng mà cái con Teo Anat ấy nó mà đi top thì không ổn lắm, bởi vì là mặc dù nó là một con tay dài nhưng mà nó không có choáng, mà không có choáng thì làm sao mà chạy được, đúng không? Và thực ra thì anh em đầu game mang mấy con nào đi top ấy là hành được, mang mấy con AD đi top là hành được mấy con đấy này, tay dài này, cơ động này, sát thương cao này, chỉ cần như thế thôi là hành được top ra bả. Thì bạn có cờ gì nát cả giường mình không sợ, Nata thì mình hơi sợ đam to quá, Eilid thì khá là khỏe. Ai à, quả này thằng Hayate hơi khắc chế mình nha, nó khỏe lắm anh em ạ, nguy của thực thảo ra. Thực ra thì Eilid với Hayate khá là khó chịu, vì Eilid nó không chế nhá, bật ulti lên mình bị câm lặng đúng không, mình có thể bị thằng Hayate nó vụt cho ngu người anh em ạ. Hay quá, thằng Hayate lên tốc biến nó không lên thanh tẩy. Ok, nói chung thì chiêu của con Arduin này thì khá là nhiều choáng chứ không phải ít. Khi gặp Hayate tốt nhất khi anh em gặp Hayate anh em nên giữ lại chiêu choáng nhá. Ok, chào mừng đến Bình Nguyên vô tận. Thì nếu anh em đi vợ chế vị trí support, chỉ support nhá, thì anh em đi lên chiêu 2 trước cho mình. Thì chiêu 2 sẽ tạo ra một lá chắn giúp anh em có thể rút lượng khá là nhiều trong đầu game để kéo đỡ, nói chung thằng thẳng đỡ đòn. Thôi thì bạn có thể lên chiêu 1 để có khả năng làm trận. Lạc qua nè mọi người. Ok, nó đang AD đang ngồi chát chát thì đây. Mình thu thập D đây nè mọi người. Em xin lỗi. Chừng thì đầu game mình cũng sợ lắm đâu. Chạy đây, Teo Anat này, farm đi mẹ. Teo Anat làm đi farm chứ. Chẳng nhẽ Teo Anat lại yếm nhau vã cho ngu người. Để mình cần lên level 2 gấp đây nè mọi người. Ai vì sao mình lên chưa? Ai bé Teo Anat ơi, Teo Anat ơi. Nhơn, mày láo nè. Bọn mày về đây. Ok, nói chung thì team này chơi khá lạ. Ui, không ổn rồi. Ui, giời ơi, AD chán quá, không ổn rồi. Chẳng nhẽ mình lại thay vị trí đấy. Mày nhơn này, chạy. Giúp mình không chịu khá tốt ở đầu game bên mạng. Có lẽ cái game này hơi khó rồi. Chào nát hơi chán. Không ổn. Mày lao vào đây. Ok. Mình sẽ phải đỡ cho con này thôi. Đỡ cho con... Không được, đừng. Ui giời, đỡ bao nhiêu là bao nhiêu đây này mạng. Không được, chết con ấy Veda rồi. Nhơn này. Bắn hẹo thằng, đúng rồi, bắn hẹo thằng. Ui, thằng kia chạy nhanh quá, nó có chiêu 2 tốc biến, nó cơ động hơn. Anh bạn này nó cơ động hơn. Còn Eilid này, ơi, không đúng rồi. Tất nhiên là bây giờ, ôi, thôi, cứu máu thì về đi, đừng có ở lại đánh nhau cơ. Ui, chán quá, để con Nata xanh rồi. Em xin lỗi chị Nata, em có sai với ai đi nữa, em có làm cái gì đi nữa. Nếu có phải trả giá, em cũng xin chấp nhận trả giá. Mình nhận ra rằng đường ở đây không tốt lắm. Chúng nó bầu đồng quá. Hay, được cái thằng Nga nó hay đấy ạ. Tóc biến, đuôi, đấy. Ê, xài mới ghi gớm nhá. Nó phải ghê gớm. Quá là ghê gớm luôn, quá là điều bình thường luôn. Đấy là lý do tại sao mình muốn làm highlight tốc biến anh em ạ. Thì Arduin có thể làm highlight ulti tốc biến thì hơi phế vật tí. Mà không sao. À, điều kiện là nếu như bạn chơi Arduin mà các bạn bị thọt ấy, thì mình khuyên anh em là nếu anh em bị thọt thì anh em nên cố gắng giúp rừng đi ăn cái con rồng.